Xin kính chào tất cả mọi người ạ. Hiện tại em Phương lên lô này toàn bộ là chất liệu carbon nha. Cần dài nha mọi người, cần dài từ 4,5 m cho tới 9 mét nha mọi người. Có những cái có độc phụ nữa. Mọi người theo dõi em Phương nha. Cái đầu tiên em Phương muốn giới thiệu mọi người nha là cái Nissin Premium nè. Đó. Cái này em Phương có hai size. Chỉ còn hai size là 5m4 và 6m3 thôi nha cả nhà. Cái dòng này thì là dòng cần tay đời mới á mọi người. Cứng của nó tầm 4H nha cả nhà. Cứng 4H nha. Mọi người cứ yên tâm ha. Đó, cái 5m4 và 6m3 thì nó đều cái ngoại hình nó đều giống như nhau, chỉ là khác chiều dài thôi nha. Đó, có chỗ để làm dây bảo hiểm nè. Tem mác của nó đây. Có mã số, cái này là made in Japan nha cả nhà. 6m3. Cái này là một màu vàng chói lá luôn. Rất là đẹp. Cái này hàng mới chưa sử dụng nguyên hộp nha cả nhà. Rồi, cái này cứng 4H. Đầu bô xoay 360 độ. Đầu bô xoay 360 độ. Em có hai cây lóng ngắn. Hai cây em lên mẫu này là hai cây lóng ngắn, em Phương có vài cây thôi. Em Phương có vài cây thì em Phương bán giá đảm bảo với mọi người là mọi người không bao giờ mua được ở đâu giá rẻ hơn em Phương luôn. Em Phương đang với bán với cái giá rất là hữu nghị tại vì còn ít cây thôi. Đây là dòng Nissin đời mới nha cả nhà. Đây. Đọt này là đọt đặc. Đọt đặc ạ. Nguyên hộp như thế này để em Phương lên thông số cho cả nhà xem nha. Cây 6m3. Cây 6m3 này. Đó. Chiều dài số lóng là 14 nè, thu gọn 56 nè. Nặng 225 g, đọt 1 ly. Đây cả nhà. Thông số đây, thông số hộp nè. Này made in Japan. Rồi, đó là cây 6m3. Đó là cây 6m3 nha. 6m3 này em Phương để cho mọi người giá 3,3 triệu. Thị trường là giá nó 3,5 triệu trở lên đó cả nhà. Thị trường của nó là phải giá 3,5 triệu trở lên cái dòng này. Dòng này rất là nhiều khách ưng nè. Mọi người có nhu cầu thì cứ inbox cho em Phương, đảm bảo là rẻ hơn với thị trường nha. Rồi cây 5m4 em Phương để cho mọi người với giá 3,2 triệu. Dòng Nissin y chang luôn. Y chang cái cây hồi nãy luôn. Ngoại hình nó y chang luôn, chỉ là khác thông số thôi nha. Thông số 5m4 nè, 12 lóng nè. Thu gọn 56 g. Nặng 165 g. Thu gọn 56 cm, em xin lỗi. Thu gọn 56 cm, nặng 165 g, đọt 1 ly. Đó, thông số đây. Mọi người đọc thông số giúp em Phương với. Đó. Rồi, nguyên tem nguyên hộp, full box nha cả nhà. Cái này full box, cái này chỉ có giá 3,2 triệu thôi. Đảm bảo mọi người không, mọi người ra thị trường mua phải 3,5 triệu trở lên nha. 3,5 triệu trở lên cái dòng Premium này. Made in Japan. Rồi em Phương có cái cây 4,5 m này. Dòng Nissin Premium này luôn, nhưng mà là lóng dài. Cái này lóng dài nha. Made in Japan. Đây. 4,5 m nè. Bốn mét rưỡi nè. Thu gọn là 105 nè. Nặng 115 g. Đọt là 0,75. Đó mọi người. Đây. Cây này cứng gọn tầm 4H các bạn nha. Độ cứng của nó là 4H thông số nha cả nhà. Đó. Cây này là một cây lóng dài. Cây này thì cây lóng dài nó mới in Japan nha. Màu vàng đẹp. Đọt đây. Đầu bô xoay 360 độ. Rồi. Đây. Trong đây nó có vài chấm gì đây. Đó. Nhưng mà cái này là chưa sử dụng đâu nghe mọi người. À, bụi hay là keo gì á. Về mọi người lau giúp em nha. Đó. Về mọi người lau giúp em. Đó. Tình trạng là như thế này. Rồi. Tem mát đây. Rồi. Cái này. Cái này
mọi người cứ nói là cái 4,5 m nha mọi người, tại em không có đánh mã số dòng này, mọi cứ nói em 4,5 m, cây này bán cho mọi người thị trường là bán 4 triệu đó, em Phương để cho mọi người 3,6 triệu thôi. Thị trường là hôm qua cũng có mấy anh hỏi, mấy anh kêu rẻ hơn so với thị trường, mấy anh cũng bảo em là em bán rẻ hơn so với thị trường đó. Mọi người cứ tìm hiểu cái dòng này đi, cây đó là giá thị trường là phải 4 triệu á, nhưng mà em Phương chỉ bán cho mọi người với giá 3,6 triệu thôi. Em Phương chỉ kiếm ít sữa cho con em thôi, chứ còn không mấy nha cả nhà. Tại vì em Phương có ít cây, vốn nặng nên là mình đi cho nhanh ha. Rồi, cây này mới đẹp nè. Cây 7,2 m. Cây này cũng made in Japan luôn nha cả nhà. Rồi, thông số đây, đọc giúp em Phương nè. 7,2 m. 425 g, 425 g. Nặng đọt là 1,4. Góc 27, thu gọn 104 cm. Cây này cũng made in Japan luôn nha. Full box cả nhà, cây này full box. Rồi, cây này giá thị trường mọi người mua phải là tầm 4,6 triệu. Em Phương bán cho mọi người với giá 4 triệu thôi. Mọi người cứ tìm hiểu đi, em Phương đảm bảo là rẻ mà. Rồi. Đây. Có đồ gắn dưới đít cần là có chỗ để gắn dây bảo hiểm nha. Lóng cần của nó nè. Đây là đít nha. Rồi, đợi em chút. Tem mát đây. Rồi. Nhìn đẹp mà. Rồi, đọt đây. Rồi, cái này mọi người yên tâm. Tầm 5H nha. Rồi. Mới tinh tươm, đẹp nha. Mọi người cứ thử mua với mấy dòng này về đánh đi. Rất là ok luôn. Mọi người tìm hiểu cái dòng này đi. Rồi, cái này giá của nó là 4 triệu nha cả nhà. Giá 4 triệu. Em Phương để cho mọi người giá 4 triệu thôi. Rồi. Giá 4 triệu nha. Đó, em Phương có 4 cây vậy. Rồi, bắt đầu em vô cái lô cần tay bãi nha cả nhà. Cái đầu tiên em Phương giới thiệu mọi người đó là một cây Shimano H2.5 dài 9 m. Cái này đọc sao ta? Thiệt nhìn thì biết mà đọc thì khó quá. Đây nè. Đó, cái dòng Shimano này ngon lắm nha cả nhà, cây này rất là ngon. Cây này thì được cái mọi người biết sao, nó có một cái lóng hạ. Một cái lóng hạ để mình hạ nha. Một cái lóng hạ và đặc biệt là nó có một cái độc phụ. Nó có một cái độc phụ. Tình trạng túi nút rin theo cần nha. Túi nút rin theo cần. Có độc phụ, có hạ lóng. Xoắn ít. Xoắn ít. Cây này xoắn ít. Xoắn ít từ đọt cho tới lóng gốc luôn nha cả nhà. Đầu bô 360 độ. Rồi, tình trạng mới tầm 87%. Ở trong có nổ. Cái này là nó lỗ cái lớp sơn bóng nha cả nhà. Đó. Cái này là nổ lớp sơn bóng nên mọi người yên tâm. Nếu mà mọi người để dạy câu cũng được, mà mọi người thích nó bóng nó đẹp hơn thì mọi người cứ ra tiệm người ta đánh lại cái đó lớp sơn bóng cho cả nhà nha. Cũng không có giá bao nhiêu đâu. Rồi, cái này mã số 1. Nặng 310 g, đọt là 1,4 góc 24. Cái này giá 3 triệu nha cả nhà. Cái này giá 3 triệu ạ. 3 triệu mã số 1. Túi nút có cả lóng hạ và đọt thay thế nha. Đó, cây mã số 1 giá 3 triệu. Tiếp theo cây mã số 2. Em Phương có một cây Shimano Zom Ayu. Này, mã code của nó đây. Zom H3 8 m và 8,5 m. Cây này nặng 290 g, đọt là 1,4, góc 25, mã số 2. Rồi, tem mát đây. Dòng Shimano. Cây này ngoại hình cũng còn mới, chày xước dâm nha. Ngoại hình còn mới. Chày xước dâm thôi. Đây, các lóng đầu cần y nguyên nha. Không bể, không nứt gì hết. Rồi, đầu bu xoay 360 độ. Đầu bu xoay 360 độ. Rồi. Đó, lóng trong mới nè cả nhà. Đây, lóng trong khá là mới. Lóng ngoài có xước nhẹ, xước dâm nha. Xước dâm chứ không có cái xước nào to hết. Nếu mà có xước to em Phương báo cho cả nhà. Rồi, cái này lên giúp em Phương giá 2,5 triệu nha. Dòng Shimano nha cả nhà, giá 2,5 triệu. Có nút nha, cây này thì không có túi nhưng có nút.
Tiếp theo em Phương lên một cây sita xoắn hai da cho cả nhà. Ừ, đẹp chưa? Cây này Canva. Canva nè. Đây cả nhà. Canva. Hãng sita. Canva hãng sita này. Canva hãng sita nha cả nhà. Đó. Nó chỗ này nó dơ này, để em Phương lau cho cả nhà ha. Cây này thì cũng còn ổn. Đầu đồ, đầu đọt nè, không vấn đề gì nha. Cây này đẹp. Ừ. Ừ. Rồi, xoắn hai da đẹp tinh tươm luôn. Xoắn hai da là đẹp tinh tươm. Rồi, cây này 8m1 nặng 500g, đọt là 1,7, gốc 30. Cây này giá 2 triệu rưỡi giúp em nha. Cây này giá 2 triệu rưỡi ạ. Cây này giá 2 triệu rưỡi giúp em ạ. Xoắn hai da nha cả nhà. Xoắn hai da tình trạng còn mới. Rồi, đó là mã số 3. Tiếp theo em Phương lên mã số 4. Cái này nó bị chóc cái lớp sơn thôi nha cả nhà, còn lại không ảnh hưởng gì hết. Mọi người thích mọi người co vô, còn không thì mọi người bọc lại sơn lại thôi nha. Về mọi người tự sơn lại. Cái này xoắn nè. Xoắn nè mọi người thấy không? Xoắn rời vô cái vân nó nổi luôn nè. Nó nổi luôn. Rồi cái này nặng hãng Olympic, nặng 360g, đọt là 1,8, gốc 29. Rồi cái này lên cho mọi người giá 1 triệu rưỡi. Cái này dài 9m, IU 9m nha cả nhà. Rồi 9m. Nhưng mà cái này nó có một ít ở đây nè. Đây mọi người thông cảm với em Phương. Đó cái đầu lóng nè. Đó cái này nè mọi người. Đó cái chỗ này nè. Đây em chị, không biết mọi người thấy không, cái chỗ này nè. Đó mọi người nhìn vậy chứ không phải là nó bị ăn vô, mà là nó tróc sơn nha. Cái này là tróc sơn nè, mấy cái chỗ này là tróc sơn. Rồi tróc sơn nha, tróc sơn thôi. Đó còn cái chỗ này mới là bị lẹm nè. Đó cái này bị lẹm một chút xíu. Mọi người về lấy nhám chà đi một chút xíu thôi ha. Em Phương vẫn có thể chà, nhưng em Phương muốn bán thực tế cho mọi người, để mọi người thực tế cho mọi người, để mọi người biết á, chứ không có ấy. Đó cái chỗ này bị lẹm, còn lại mấy cái chỗ này là chóc sơn nha. Đó rồi cái này đọt đây. Đó đọt rất là bự. Rồi đọt 1,8 nha cả nhà. Rồi cây mã số 4 giúp em giá 1 triệu rưỡi thôi. Cái này giá 1 triệu rưỡi thôi cả nhà. Rồi tiếp theo cây mã số 5. Em Phương có một cây H38 m rưỡi, 9m, Zom Ayu của hãng Shimano nha. Hãng Shimano. Rồi nặng 330g, đọt là 1,4, gốc 27. Cái này Zom 2 chế độ nè. Rồi cái này là Zom không lờn không gì hết nha. Rồi cây này xoắn ít nè. Nóng rồi cũng xoắn nè. Đó mọi người thấy không, nó xoắn nè. Ủa cây hồi nãy có xoắn không ta? Rồi nó xoắn ở trong á cả nhà nghe, chìm ở trong từ tất cả các lóng luôn, từ ngọn cho tới đây, ngọn đầu vô xoay 360 độ, từ ngọn cho tới lóng ngoài luôn. Đây mấy cái vân này là vân xoắn á nha cả nhà. Đây nè mọi người nhìn rõ không đó. Rồi em xem cái đầu lóng cần. Rồi đầu lóng cần không bị gì nha, tình trạng như thế này. Cái này là nó chóc sơn một chút xíu thôi nha cả nhà. Chóc sơn chứ không phải là nẻ nha. Rồi cái này lên giúp em Phương 2 triệu rưỡi mã số 5. 2 triệu rưỡi mã số 5. Rồi em Phương để coi lại cái mã số 2 coi. Rồi cái mã số 2 thì nó không xoắn ít nha. Không xoắn ít. Nhưng mà cái mã số 5 nó xoắn ít. Rồi tiếp theo cây mã số 6. Cũng là một cây Shimano luôn. Zom luôn. Zom luôn nè. Zom 9m, Ayu luôn. XL nè cả nhà. XL cây hồi nãy là gì? Cây hồi nãy là SX. Cây hồi nãy là SX. Rồi cây mã số 2 cũng SX. Cây này XL nha. Rồi mã số 6, đọt là 1,8, gốc 27, nặng 390g. Zom 9m và 9m rưỡi nha. Gom 9m và 9m rưỡi. Cái dòng này ngon lắm cả nhà. Nhầm. Này nó xoắn ít nha cả nhà. Đây nó xoắn như thế này.
Đây mọi người nhìn thấy không? Ừ, nó xoắn nha. Nó xoắn từ đọt xuống luôn. Đọt đầu bô xoay 360 độ. Qua mấy cái lóng này nó qua những cái lớp sơn nhưng mà mình vẫn thấy là cái, nó xoắn nè. Đó. Cây này thì tình trạng không được như những cây kia, nó cũ hơn một chút xíu và có chày xước nhiều. Đó, xước nè. Mọi người thấy không? Em Phương không có lau cần cho bóng nên mọi người cứ yên tâm, lên PM như thế nào là về nhận cần như thế ấy, không hề có sơn bóng lên để video nó đẹp, để che mấy cái lớp kia, mấy cái xước xác đâu nha cả nhà, mọi người cứ yên tâm ạ. Rồi cây này lên giúp em 2,5 triệu mã số 6 luôn, mã số 6, à quên báo cái đầu cần cho cả nhà ha. Rồi đầu cần nguyên vẹn nha. Đó, đó nó chỗ này chút xíu nè, này nó chóc sơn á, nó chóc sơn nha cả nhà, chứ không phải là bị gì nha, chóc sơn nha, không bể nứt. Rồi 2,5 triệu mã số 6. Cây nào bớt được thì em sẽ bớt cho cả nhà nè. Nhưng mọi người yên tâm, cây này thì nó có bọc vải của nó nè. Cây này có nắp có bọc vải. Rồi mã số 6. Rồi lên tiếp cây mã số 7, em Phương có một cây đai qua. Một cây thuộc hãng đai qua. Dài 7m2, nặng 340g, đọt là 1,5. Gốc 23, cây này giá 1,5 triệu ạ. Rồi. Này, đọt đây. Nè. Đó, lóng trong ạ. Ừ, mọi người thấy không, nó vẫn còn mới. Ở ngoài thì có xước dâm, đầu lóng không bị vấn đề gì hết nha. Đầu lóng không bị vấn đề gì hết ạ. Rồi cây này 1,5 triệu mã số 7 giúp em. Rồi tiếp theo lên cây mã số 8. Tiếp theo cây mã số 8, em Phương có một cây Olympic nè. Cây này đánh, dùng để đánh bạo lực nè cả nhà. 6m3, nặng 440g, đọt 2 ly, gốc 30 nha. Olympic, cây này để cho mọi người giá 1,2 triệu thôi. Đây đọt rất là bự. Đó, cây này phải được 6H cần nhật thì vậy là khá cao cả nhà ơi. Mọi người đây, theo chị. Đó, có xước dâm nha. Rồi, ngoại hình ngoài còn đẹp. Rồi, mã số 9. Mã số 9 1,2 triệu. Tiếp theo mã số 10, em Phương có một cây Apollo, hãng nội địa Apollo. Đây, Apollo Carbon Pro, dài 8,5m, nặng 440g, đọt là 0,7, gốc 26. Mã số 9. À mọi người ơi, hồi nãy là mã số 8 nha. Cái cây Olympic này là mã số 8. Cây Olympic là mã số 8 nha. Ghi lại giúp em với, cây Olympic là mã số 8. Còn cái cây Apollo này mới là mã số 9 nè. Rồi. Có trầy xước nhẹ nha. Có xước dâm thôi nha cả nhà. Đó, rồi, lóng trong còn rất là mới nè. Đó, đầu cần không bị gì cả. Rồi, đọt đây, đọt mảnh nha. Cây này đọt mảnh, đọt 0,7 cho cả nhà. Rồi, cây này giúp em 1,4 triệu. 1,4 triệu ạ. Rồi, lên tiếp. Cái cây mã số 10. Cây mã số 10 này là một cây Shimano của dòng cần tây đời mới, Made in Japan. Cây này là Shimano Huyền Ảnh ạ. Cây này còn nút trinh, nhưng mà đọt là bị thay rồi nha cả nhà. Cây này là hôm bữa em Phương bán 2,6 triệu, full hộp, full bóc nè. Này đầu bô, nhưng mà người ta thay đọt rồi nè. Cái này bị gãy đọt người ta thay rồi nha. Gãy đọt người ta thay rồi thì nó chỉ còn 5 lóng này thôi. Lóng đọt là bị thay rồi nha. Cái lóng trong thì nó cũng ngắn hơn cái lóng ngoài một chút. Đó là tình trạng. Em đo được 6m, nặng 240g, đọt là 1,95, gốc 22. Tại vì đọt đã bị thay nên là đọt nó to hơn rất là nhiều nha cả nhà. Mã số 10, bình thường em bán là 2,6 triệu, bây giờ nó thay đọt ra rồi. Em để cho mọi người giá 1,3 triệu nha cả nhà. Để cho mọi người giá 1,3 triệu, mọi người về câu. Rồi nếu mà mọi người tìm cách thử order được cái lóng, cái đọt của nó thì lại ok. Rồi, đọt riêng đó. Rồi tiếp theo, cây mã số 11, em Phương có một cây ráp khúc đai qua dài 6m3, nặng 200g, đọt là 0,9, gốc 14. Cây này giá 1 triệu thôi. Cây này để giá 1 triệu đi cho nhanh nha cả nhà. Cái này gồm 2, 4, 6, 7 lóng như thế này. Đọt đây, đọt này là đọt đặc nha. Cây này tầm 3H hơn ha. Đó. Rồi. Rồi. Đó. Nè, ngoại hình còn khá là đẹp. Cây này khá đẹp rồi. Giá 1 triệu thôi đi cho nhanh nha cả nhà. 6m3, mã số 11. Tiếp theo là cây cuối cùng là cây mã số 12. Có một cây zom 3 chế độ nhưng mà nó bị lỗi nha cả nhà. Đáng lẽ nó zom là 4m5, 4m4, 3m6 và 4m. Nhưng mà bây giờ nó bị mất 40 phân. Mất 40 phân là tại vì cái lóng này, một cái lóng nó bị gãy mọi người. Xong nè, xong người ta chấp vô luôn. Đó,
sữa rồi nha cả nhà. Đây là sữa rồi, về câu bình thường không vấn đề gì hết, tại vì người ta đã sữa rồi. Cái này nặng 90g thôi. Rồi, đầu bô xoay 360 độ. Đó, nó bị cái lóng đó người ta chấp vô rồi nha. Nên về vẫn xoay bình thường, vẫn câu được 3 chế độ. Rồi, ngoại hình thì còn ok. Cái đai hoa của Thái Lan nha. Cái đai hoa của Thái Lan. Rồi, cái này em Phương để cho mọi người giá 350. Như bình thường nếu mà cái cây này á, thì giá nó là tầm 1 triệu. Trên 1 triệu. Nhưng mà bây giờ thì nó dậy rồi thì còn 350 thôi nha cả nhà. 350 thôi. Rồi, cây này đúng 350 em mới bán nha. Rồi, mọi người ân cây nào thì vui lòng inbox qua Zalo 0931 272 712 giúp em ạ. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành.